Xin chào quý cô bác anh chị đến với kênh Ký Sự TV. Hôm nay là ngày 19 tháng 4. Trong buổi tối nay thì có một cái tin mà em nghĩ là chúng ta sẽ rất là quan tâm về cái vụ việc của em Vũ 20 tuổi. Trong buổi sáng nay thì em Vũ và chú Ngọc có cà phê và tâm sự với anh em YouTube trước nhà. Thì có chia sẻ một cái tin mà mình nghĩ rất là sốc của chú anh chị, rất là sốc. Chính miệng em Vũ đã nói ra là em sẽ có một cái hành động mạnh mẽ hơn nếu mà trong một thời gian nữa ở bên quận 12 mà không giải quyết, gọi là nó nhanh gọn, thì em có thể sẽ phải nhờ ở một cấp cao hơn, đó là quận hoặc là trung ương luôn, để mà giải quyết cho em. Thì đây là một cái lời quả quyết của em Vũ và chú anh chị. Mình thấy bây giờ thì chúng ta cũng đang phải đợi cơ quan chức năng họ lấy những cái lời khai, xác minh hồ sơ này kia thì mới xử lý được. Thì có thể là chú Ngọc và em Vũ cũng đang hơi vội trong cái tình huống này. Bây giờ thì mình thấy là chú Ngọc và em Vũ thì cũng rất là nhiều những cái con đường muốn làm của chú anh chị. Trong lúc sáng cũng cà phê luôn và có nói là bây giờ sẽ tìm hiểu sâu hơn về cái chết của mẹ em Vũ. Bởi vì là khi mẹ em Vũ mất đi thì không còn lại bất kỳ một cái tài sản giá trị nào. Mà trong khi đó trước khi chết là mẹ em Vũ cũng có rất là nhiều tài sản. Nhưng mà không biết sao khi mà mất đi rồi thì những cái tài sản đó không cánh mà bay. Nên là chú Ngọc và em Vũ cũng quyết tâm muốn tìm lại bằng được và làm cho ánh sáng câu chuyện đó. Và đến buổi chiều hôm nay thì lại tiếp tục có một cái tin nữa là Vũ lại muốn lại là đưa những lá đơn lên cấp cao hơn, như là thành phố hoặc là ở trung ương này kia, để mà lấy lại căn nhà. Thì mình thấy là có vẻ như là chú Ngọc và em Vũ đang bị nôn nóng quá, nên là cũng có những cái bước đi gọi là hơi quá sức với mình. Rõ ràng là bây giờ những cái lá đơn đã được luật sư họ thụ lý rồi, và cơ quan chức năng ở phường họ cũng đã tiếp nhận hồ sơ rồi, thì hãy đợi một thời gian, muốn nhanh thì phải từ từ. Chứ mình thấy là em Vũ cũng đang hơi bị vội của chú anh vậy, rõ ràng là như vậy. Chúng ta mới đưa hồ sơ lên thôi thì phải đợi cơ quan chức năng họ làm việc nữa, chứ không thể nào một phát họ giải quyết ngay được. Và đụng với những cái vấn đề mà kiện tụng đất đai này kia rất là tốn thời gian đó mọi người. Và có một điều nữa là bà cô trong thời điểm này cũng chưa chịu ra mặt nữa, nên là họ cũng rất là khó trong cái vấn đề giải quyết. Mình nghĩ là sớm thôi sẽ có một cái lá đơn được gửi xuống cho người cô này để mà triệu tập lên. Nếu mà khi đó không được thì may ra em Vũ tính đường khác. Chứ mình thấy bây giờ tiền đã không có mà sức người có hạn, trong khi đó em Vũ lại muốn đưa lên cấp cao hơn nữa, thì mình nghĩ là sẽ rất là khó cho em Vũ luôn. Bởi vì là nó tốn thời gian, tốn công sức, và đặc biệt là em không có dành thời gian để kiếm tiền được, cứ mãi đi kiện tụng thôi, thì mình nghĩ là sẽ rất là khổ cho em luôn. Nên bây giờ trong thời gian này cứ đợi bên luật sư, dù gì người ta đã nhận tiền rồi, người ta sẽ làm cho mình. Còn cái vấn đề của quan chức năng thì họ sẽ giải quyết từ từ thôi, không có bắt đi phải nôn cả. Rõ ràng là trong thời gian này Vũ cứ nên bình thường thôi, cứ đi làm kiếm tiền thôi và chờ bên luật sư họ giải quyết. Chứ bây giờ thì cứ đòi lên trên trung ương này kia, mình thấy nó hơi khó rồi chú anh chị, hơi khó. Bởi vì là phải cần thời gian, muốn nhanh phải từ từ, không thể nào một lúc làm đôi ba việc như vậy được ha mọi người ha. Thì không biết là khán giả có ý kiến như thế nào, mọi người hãy để vào bình luận nha coi chú anh chị, để chú Ngọc và em Vũ có thể nghe được những cái tâm tình của chúng ta và những cái lời khuyên chính đáng trong cái thời điểm này. Dẫu biết là em Vũ và chú Ngọc rất là nôn nóng luôn, bởi vì là cũng qua 2 tháng rồi mà người cô vẫn chưa chịu xuất hiện. Nhưng mình nghĩ là bây giờ những lá đơn đã được gửi đi rồi, thì mình nghĩ là luật sư sẽ có một cái tác động vào để cơ quan chức năng họ xuống họ làm việc. Chứ bây giờ chúng ta nôn quá không được đâu mọi người. Và bây giờ nếu em Vũ muốn tiếp tục vừa điều tra cái chết của mẹ rồi vừa gửi đơn trung ương này kia, thì mình thấy là quá sức đối với em rồi, quá sức. Có thể là bức xúc em nói như vậy thôi, nhưng có thể là khi mà về nằm nghĩ lại sẽ có một cái quyết định đúng đắn hơn. Bởi vì bây giờ thì hai cha con cũng đang khó khăn kinh tế này kia, đâu thể nào cứ mãi ôm đơn đi kiện mãi được của chú anh vậy, phải đi làm này kia nữa, chứ đâu phải là cứ suốt ngày đi kiện đâu. Nên là mình nghĩ là bây giờ luật sư họ đã làm rồi, thì cứ cho họ một thời gian để họ có những cái lá đơn gửi lên đây kia và có những cái đơn triệu tập. Nếu như cơ quan chức năng họ gửi thì cô phải triệu tập lên đối chất với nhau, khi đó sẽ rõ ràng hơn. Và nếu như cái đó không được nữa thì hãy có những bước sau. Thì đó là cái quan điểm của riêng cái sự TV thôi, không biết là khán giả có đồng tình hay không và có một cái lời khuyên gì cho em Vũ hay không, chúng ta hãy cùng để lại phần comment nha. Mình thấy bây giờ thì phải nói rất là buồn cho em Vũ luôn, khi mà trong cũng 2 tháng qua rồi nhưng mà cái vụ việc vẫn chưa có tiến triển gì mới, khi mà bây giờ người cô vẫn không chịu ra mặt, nhất quyết không chịu ra mặt. Mình nghĩ là cơ quan chức năng họ cũng gửi đơn rồi, nhưng mà người cô này đang tìm cách trốn tránh đó cô chú anh chị. Và cô này đang rất là nhiều thủ đoạn luôn, mặc dù là mình làm sai rõ ràng rồi nhưng mà không chịu ra mặt, đó mới là vấn đề.
Bây giờ phải làm cách nào đó để khiến người cô này phải chịu lòi mặt ra, chất vấn trực tiếp, thì khi đó mới ra vấn đề được. Chứ bây giờ tiếp xúc với người chủ nhà cũng không ăn thua đâu mọi người. Bởi vì là họ mua từ một người khác mà, họ đâu có mua trực tiếp từ em Vũ hay là ai đâu. Nên là phải đưa ra người cô, cái người mà bán đầu tiên, khi đó mới ra mới làm việc được. Thì đó là một cái câu chuyện mình thấy là khán giả cũng rất là quan tâm trong buổi tối ngày hôm nay, khi mà em Vũ cũng đã gặp bế tắc trong câu chuyện này. Cái nguồn tiền thì đang cạn dần đi, trong khi đó thì những cái diễn biến mới thì không có được gọi là hé lộ ra. Thì đó là những cái khúc mắc của em Vũ trong câu chuyện này khiến em bức xúc, và nó là sẽ đem có việc ở lên trung ương này kia. Thì mình thấy là thôi cứ đợi một thời gian đi, thử xem là cơ quan chức năng họ sẽ xử lý như thế nào, hoặc là họ sẽ có lá đơn triệu tập người cô hay không, thì khi đó chúng ta hãy có những cái bước tiếp theo. Một số người thì nói rằng là cơ quan chức năng họ này kia, nhưng mà theo mình nghĩ chúng ta không nên kết luận như vào chú anh chị. Rõ ràng là chúng ta đang bị một chiều rồi, chúng ta phải nghe từ hai phía và phải chờ bên cơ quan chức năng họ làm việc đã. Bởi vì là em Vũ mới nộp hồ sơ cách đây cũng một tháng thôi, thì họ phải có thời gian để xác minh này kia, chứ không thể nào nó làm liền đâu mọi người. Thì mình tin là cơ quan chức năng họ cũng đang rất là quyết tâm để hỗ trợ cho em Vũ trong câu chuyện này, vấn đề là thời gian thôi. Thì đó là cái câu chuyện mà em thấy là chúng ta cũng nên có những cái lời góp ý cho em Vũ nha mọi người, để em có những bước tiếp theo nó hợp lý hơn, và sẽ có những cái động thái mạnh tay hơn để khiến người cô phải ra mặt. Phải nói là người cô này rất là kinh khủng của chú anh chị ha. Hơn 2 tháng trời rồi vẫn không chịu ra mặt. Đến giờ phút này thì cũng khiến cho chú Ngọc và em Vũ nóng lòng hết cỡ rồi. Bởi vì căn nhà thì vẫn còn đó thôi, nhưng mà bây giờ người cô không chịu ra đối chất để làm việc, thì làm sao để em lá lại được mọi người. Chúng ta cũng bức xúc rất là nhiều rồi, nhưng chỉ biết là ở từ xa thôi. Cổ vũ tinh thần cho hai cha con, không nên nông nóng, cứ bình tĩnh trong trường hợp này, và tiếp tục đi từng bước chắc chắn như trước đến giờ, thì mình nghĩ là sẽ có một kết quả tốt thôi, không có gì phải lo cả. Còn người cô thì mình nghĩ là người cô này làm sai rõ ràng rồi, càng trốn tránh thì càng sai thôi. Nên mình tin là nếu như người cô này cứ như vậy, cứ mãi trốn tránh, thì cái tình tiết, cái tội thêm nặng thôi, chứ không có gì cả. Và mình nghĩ bây giờ thì thôi cứ em Vũ cứ nghỉ ngơi trong thời gian này, có thể đi làm này kia cũng được, kiếm tiền thêm, thu nhập này kia, nhưng mà cũng sẽ có những cái động thái gọi là liên tục gửi đơn lên luật sư, hối thúc luật sư để họ làm việc, cũng như có những cái đơn lên cơ chức năng để họ nhanh chóng giải quyết cho mình. Thì đó là cái việc hợp lý nhất trong cái thời điểm này em Vũ có thể làm. Thì chúng ta cũng mong ha, hai cha con sẽ vững tin, không nên bỏ cuộc, không nên nản lòng. Bởi vì là bây giờ thì những cái chứng cứ em Vũ đang có nó hoàn toàn hợp pháp, và nó đủ để cho em lấy lại căn nhà một cách nó minh bạch nhất. Nhưng chúng ta cũng phải có một chút thời gian để cơ quan chức năng họ làm việc, cũng như là người cô phải chịu ra mặt, thì cái đó mới ok được. Thì nếu mà có tin tức gì nó hay, nó mới về em Vũ, em sẽ lập tức đăng tải lên ngay. Chúng ta sẽ tiếp tục dõi theo cái hành trình đi tìm lại căn nhà của hai cha con. Và mình cũng chúc chú Ngọc lúc nào cũng thật là quyết liệt ha, tỉnh táo lên để mà hỗ trợ cho em Vũ trong câu chuyện này. Chứ mình thấy bây giờ hai cha con có vẻ cũng rất là mệt mỏi rồi, khi mà liên tục 2 tháng nay cứ chuẩn bị những cái hồ sơ giấy tờ công chứng này kia rất là nhiều, nhưng kết quả thì không có được như ý muốn. Thì chúng ta cũng sẽ mong là sắp tới đây cơ quan chức năng sẽ có một cái lá đơn để gửi xuống cho một người cô này, triệu tập lên lấy lời khai, lấy những cái tường trình để mà giải quyết cách nó nhanh gọn cho em Vũ của chú anh chị nha. Thì cũng hy vọng là khán giả sẽ kiên nhẫn với cái vụ việc này, không nên bỏ cuộc nha mọi người. Tại vì có một số người thì họ cứ cho rằng là nó quá lâu nên là họ cũng không có theo dõi nữa. Chúng ta cũng nên là nghĩ một chút cho em Vũ, là em cũng đang trong cái tình trạng là không có người nhiều người ủng hộ, nghĩa là trước kia nhiều nhưng bây giờ thì khán giả cũng bỏ dần đi hết rồi, bởi vì họ thấy quá lâu. Chúng ta cũng nên có một lời động viên cho em Vũ và chú Ngọc nha mọi người, để tiếp thêm sức mạnh cho hai cha con ha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo.